Các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là nắp lưng của điện thoại Honor 8 rơi vỡ nhìn rất là khủng khiếp như này. Nó tách rời ra khỏi máy. Hiện tại di động có cấp chấm men, có tất cả các linh kiện trên điện thoại Honor 8 nói chung và phần nắp lưng của điện thoại Honor 8 nói riêng thì mới các bạn. Các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần nắp lưng của Honor 8, lỗi hỏng do rơi va đập vỡ, cần một địa chỉ thay mới nắp lưng cho Honor 8. Quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Di động có cấp chấm men, mọi loại linh kiện trên Honor 8 nói chung và phần nắp lưng của điện thoại Honor 8 nói riêng thì mới các bạn. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp chấm men, chúng tôi sẽ tiến hành thay mới nắp lưng của Honor 8 thiết bị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động có cấp chấm men, quý các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship nắp lưng mới Honor 8 đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền như bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Hiện tại nắp lưng Honor 8 có đủ tất cả màu, màu đen, màu xanh, màu vàng, màu trắng. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.